mày vẫn hay thường lang thang, lang thang khắp nơi chẳng mong gì. Em đã có cơn gió thật mà, rồi mày thì đã đến rồi kia. Nơi mày đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây, núi kia đứng yên bên hiền hòa, làm cho mày ngập ngừng không rời xa. Ngày mai thế qua, trời bóng xanh đêm nơi ca, mây làm nơi âm bao ngày qua. Bye.
những thứ đến nhà. Thì đâu năm nào cũng về, về cho nhân dân có câu đôi hay. Xuân năm nào cũng chúc phúc an khang niềm vui hơn chào đón. Gia đình bên nhau ngày cuối năm hát vang bài ca chào mừng năm mới. Là từ hôm mơ vơi vơi đắp lên như bầu niềm vui khắp nơi. Chúc cho mọi người tân niên an lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
We'll be right back.
Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an nên con lấy cái còng, con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi với chồng bay mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng, bác cứ yên tâm giao con gái bác cho con đi, con làm công an nên con không thấy lòng, không ngủ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các thằng làm liền quá chạy ngang rồi bác đợi tôi xíu nha, con dí bắt nó xong khoảng 2 năm, làm người tốt đó bác thấy không, dí mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong, làm người tốt đó bác thấy không, bác cái gì em Cà Mau Hải Phòng bác đánh bài bác bầu cua tôi đặt coi tôi nó lắc đầu thua, bác cũng đi tôi đánh mờ u tiền dài dòng thì con mới chắc là thua, xin thì tôi nghèo và khác và xa với con gái bác đi hát cà ra, bác đi bác làm nhiều để đánh ngủ nữa con mà phát hiện là con bắt bác à nha. Xì bo rider xa chia con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô bên trong mà với mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng, bác cứ yên tâm giao con gái bác cho con đi con làm công an nên con không thấy lòng, không mũ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các thằng làm liều quá chạy ngang rồi bác đợi tôi xí nha, con dí bắt nó trong khoảng 2 năm, làm người tốt đó bác thấy không, với mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong, làm người tốt đó bác thấy không, bác cái gì án Cà Mau Hải Phòng bác đánh bài bác bầu cua vừa gặp con là tôi nó lắc đầu thua, bác cũng ghi tôi đánh mờ u tiền dài dòng thì con mới chắc là thua, xin thì tôi nghèo giờ khác và xa với con gái bác đi hát cà ra, bác đi có làm điều gì đánh mờ u nữa con mới phát hiện là con bắt bác à nha. Bông rồi lại mấy bông, bông xanh bông trắng rồi lại bông vàng.
ơi bạn ơi, bông lê cho bạn bông lụm ơi bạn ơi, là đôi a đô này bông rồi lắm mấy bông, là đôi a đô này bông rồi lắm mấy bông. Lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an nên con lấy cái còng, con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy chồng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi chơi với chồng bay, mấy thằng đang bấy phòng.
không dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi con làm công an nên con cống thấy lòng. Không ngủ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các bạn làm liều có chạy ngang ra bác đợi tôi xíu nha. Con dí bắt nó xong khoảng 2 năm. Là người tốt đó bác thấy không, với thằng đá gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy không, bác đi em Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài, bác bầu cua, tôi đặt coi tôi nó lắc đầu thua. Bác cũng đi, nó đánh mờ u, tiền dài đâu bị con nó chắc là thua. Xin cái tôi nghèo và khách và xa, với con gái bác đi hát gà ra. Bác đi bác làm liều đi đánh ngủ nữa, con mà phát hiện là con bắt bắt à nha. Xì bo rider sa chi con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô bên trong mà với mấy thằng đáng bấy phòng. Con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi con làm công an nên con cống thấy lòng. Không mũ thì 500, không giấy tờ thêm 200. Ê các bạn làm liều có chạy ngang ra bác đợi tôi xí nha. Con dí bắt nó trong khoảng 2 năm. Là người tốt đó bác thấy công, với mấy thằng đá gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy công, bác đi án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài bác bầu cua, nó lắc đầu thua. Bác cũng ghi rồi đánh mờ u, tiền dài giờ bị con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo giờ khác và xa, với con gái khác đi hát cà ra. Bác đi có làm điều gì đâu mỗi nữa, con mới phát hiện là con bắt bắt à nha. Chào mừng năm mới.